Tin chúng tôi vừa thực hiện, cuối giờ chiều nay ngày 22 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện nhằm tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trong thời gian tới. Theo báo cáo tại cuộc họp, hôm nay ngày 22 tháng 6, Đà Nẵng là ngày thứ 5 ghi nhận chuỗi lây nhiễm, phát hiện thêm 4 ca mới, nâng tổng số ca mắc mới tại thành phố Đà Nẵng là 41 ca. Theo đó, 4 ca mắc mới này đều nằm trong khu vực phong tỏa cách ly. Tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, ngành y tế đã xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 699 trường hợp liên quan, toàn bộ đã có kết quả âm tính lần 1, đồng thời tiến hành xét nghiệm các trường hợp liên quan ca F0 tại khu An Đồn thuộc khu công nghiệp Đà Nẵng, toàn bộ cũng có kết quả âm tính lần 1. Ngoài ra, ngành y tế cũng phối hợp với địa phương thực hiện cách ly F1, F2, trong đó truy vết hơn 940 F2, xét nghiệm cho hơn 8.700 trường hợp. Và tính đến ngày thứ 5, ghi nhận chuỗi lây nhiễm thì lực lượng y tế đã thần tốc xét nghiệm hơn 21.000 trường hợp. Sở Y tế đề xuất với thành phố là nên đưa các F liên quan được cách ly tập trung, còn nếu cách ly tại nhà thì nên được giám sát chặt chẽ. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ghi nhận kết quả của các địa phương và biểu dương các sở ngành địa phương đã thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, đặc biệt là các địa phương có ca F0. Hiện các địa phương trong nước dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, nên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh các sở ngành quận huyện phải tiếp tục quyết tâm, không được chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Cũng rất là mong muốn đề nghị các địa phương, các đồng chí là chúng ta tiếp tục phát huy cái tính chủ động, nhưng mà tinh thần trách nhiệm cao hơn nữa và chỉ đạo quyết liệt ở cơ sở, bởi vì cơ sở là nơi là rõ nhất vấn đề này. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai ký cam kết trong phòng chống dịch với thành phố, cương quyết xử lý trường hợp vi phạm, đề nghị địa phương rà soát lại các cam kết trường hợp cách ly tại nhà, nhằm tăng cường công tác quản lý tại cơ sở, thống nhất xét nghiệm miễn phí cho nhân dân. Còn với số lượng lớn thì phải xin ý kiến ban chỉ đạo, giao các ngành phụ nữ, thanh niên chủ động phối hợp với y tế xét nghiệm lực lượng trong diễn tập phòng thủ, đề nghị các địa phương triển khai kế hoạch hỗ trợ người dân trong khu vực phong tỏa.